chơi không? Chiều tranh thủ thịt hút nè. Đang hai chồng đi ra đuổi mò trên chép nè. Trời ơi, mò 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 đìa con có mấy con nè, mấy nghêu nè. Trời ơi, nhiều thiếu nè. Này chắc tôi ăn chắc chồng tôi nhịn quá. Trên chép nè. Anh, tôi quay rồi. Nói gì đi? Nói đâu? Mò trên mò trên chép. Nay hai chồng đi mò. Mỏi công nè. Xuống đi. Tháo nón nè. Sâu không? Ơi sâu mày ơi. Sâu chồng ơi. Không phải giữa nó sâu quá à. Có không bắt ốc luôn đi. Đó, giờ quá. Hả? Có gì đó. Đây hả? Đây, có bắt ốc đi. Con gì hết cơn rồi, chiều ăn nước mắm quá trời. Xuống mò ăn đi đâu vậy? Không có gì luôn. Ờ lớn cậu nè. Điểm này chắc không nước mắm rồi. Ở đây giờ mò cả buổi mới có gì hết trơn á, chắc đi bắt ốc á. Bắt gì con cả ăn. Đâu ở nhà ông nội? Thank you.
trước đi. Trước đi thôi. Ăn đi trước thì tôi đi sao? Đi rồi đi sao? Xô kinh sao? Xô cái gì? Ông đậu đi xô cảm ơn tiền. Trời ơi mẹ bà. Bự không? Bự không? Đúng rồi, đúng rồi. Cắn bự không? Xuống rồi, cút xuống rồi. Ôi ông mẹ bà. Nó cút xịn mấy tim rồi. Đâu? Xịn mấy tim nó cút rồi. Nó mới lú đầu lên. Cút xuống rồi. Ghê vậy? Rồi má ướt. Hơi ướt điện thoại. Đâu á? Này nè, này nè. Ghê quá ông ngậu chứ. Mày đó bà. Báo qua có ốc không? Vậy cô hả? Bây giờ hiếm cua ghê luôn ta, không có con cua luôn. Xưa cua nhiều lắm, đi cắt lúa là có cua, thì nấu cháo ăn, cháo môn. Nãy giờ nực quá tắm nè. Tắm về khỏi tắm đỡ tốn nước. Xuống em nội. Oh.
chồng người ta. Để lên. Trời mát quá. Trời mát ghê. Quần tàu nước kìa, gớm, tâm. Bị chó. Em ơi em xuống đây. Em kia nhảy xuống anh. Gì? Trời, con chồng tôi leo lên nhảy xuống nè. Trời ơi. Để không nổi. Tôi hướng cho lên, tôi hướng cho. Lên dưới vậy em lên chứ. Bơi bển nè. Cũng xinh luôn vậy. Quá ghê quá. Thôi xuống rồi. Lên lên ngay trước đi. Về đền một ốc cho tôi nha. Nghe bắt cười. Cười gì ông kêu tôi nhảy đó. Ờ, cục cứt gì vậy? Mày kêu nó bắt.